đầu các vị đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, yêu cầu các vị tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, lập tức dừng ngay mọi hành động và rời khỏi vùng biển Việt Nam. Ngoại quốc thuyền chủ, xin chú ý, bỏ ý vũ lực, xem威胁的原则，有被德国海洋法公约中关于在国际关系中与东海各方行为宣言，我们要求各位立即停止使用武力或以武力相威。我说来嘞，那边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 那